Thùy Dương xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 View TV. Trước hết, mời quý vị theo dõi những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Biểu giá điện mới cần dễ hiểu và không tăng giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời xung quanh việc bùng nổ các trường đại học. Hậu Giang, người dân kêu cứu vì xây trường bích đường đi. Pakistan đấu tranh giành quyền đi học cho nữ giới. Đánh giá tích cực về viễn cảnh kinh tế trong trung hạn, song Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra một số cảnh báo về những rủi ro mà Việt Nam có thể đối mặt trong buổi công bố báo cáo về tình hình kinh tế của các nước đang phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam diễn ra ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội. Theo Ngân hàng Thế giới, hoạt động kinh tế trong năm 2015 của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực do cầu trong nước tăng. GDP tăng 6,3% trong nửa đầu năm 2015, mức tăng nửa đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Quá trình phục hồi được thúc đẩy tăng trưởng trong ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ. Đây là hai khu vực có đóng góp gần một nửa tổng tăng trưởng GDP. Mặc dù bán lẻ tăng mạnh, nhưng khu vực dịch vụ chỉ tăng 5,9% trong nửa đầu năm 2015. Về phía cầu, đầu tư và tiêu dùng cá nhân tăng mạnh đã kéo theo tăng trưởng. Đánh giá về tác động của Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam đang tham gia đàm phán ở giai đoạn nước rút, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, nhìn chung, Việt Nam sẽ nhận được những tác động tích cực. Dự kiến đến năm 2020, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng từ 8 đến 10% GDP và các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được các thị trường lớn và nhiều dòng đầu tư sẽ đến Việt Nam hơn nữa. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 15. Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, khi giao dịch ngoại tệ với ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân phải xuất trình giấy tờ và chứng từ chứng minh mục đích, số lượng, thời hạn thanh toán. Căn cứ theo thời hạn của chứng từ, ngân hàng mới được phép bán giao ngay. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định, ngân hàng chỉ bán ngoại tệ giao ngay cho doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán ngay trong vòng 2 ngày. Từ ngày thứ 3 trở lên, ngân hàng chỉ được bán ngoại tệ kỳ hạn. Đồng thời, các ngân hàng sẽ không được thu phí đối với giao dịch ngoại tệ. Theo các chuyên gia, quy định này là bước đi tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giảm tình trạng găm giữ ngoại tệ. Thời gian qua, do kỳ vọng tỷ giá còn tăng, nhiều tổ chức, cá nhân đã tăng găm giữ ngoại tệ. Chỉ tính riêng trong tháng 8, số dư tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức đã tăng 9%, trong khi của cá nhân tăng 5,06%. Doanh nghiệp nhập khẩu cũng tăng mua ngoại tệ kỳ hạn, gây áp lực lên nguồn cung ngoại tệ của các ngân hàng. Hôm nay, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở lại với các doanh nghiệp Việt. Đây là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức với sự tài trợ của tổ chức DAAD, thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức cùng tập đoàn Microsoft. Trước khi bước vào cuộc thi chính thức, doanh nghiệp được tham gia lớp lập kế hoạch kinh doanh tại VCCI. Lớp tập huấn này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với bộ giáo trình quốc tế về lập kế hoạch kinh doanh thông qua việc chọn cách định giá sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, thị trường, xây dựng chi phí để đầu tư hiệu quả vào dự án mà mình sẽ dự thi. 5 dự án tốt nhất sẽ được ban tổ chức lựa chọn thuyết trình tại vòng chung kết vào ngày 4 tháng 12. Các dự án này cũng có cơ hội được lựa chọn vào dự án khởi nghiệp của Microsoft với mức đầu tư ban đầu lên đến 250.000 đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Theo đó, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đúng quy định, cơ quan cấp phép phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản trong thời hạn 3 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn trên mà không có phản hồi, doanh nghiệp có quyền khiếu nại. Đồng thời, doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp phí để nhận qua đường bưu điện. Hàng năm vào thời điểm này, nông dân đồng bằng sông Cửu Long trồng cây ăn trái lại dồn sức chăm sóc và định hình cho những trái cây độc lạ, phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Trái cây tạo hình độc lạ và nổi bật tại đồng bằng sông Cửu Long có các loại bưởi, bưởi hồ lô, bưởi bàn tay Phật. Việc tạo trái cây độc lạ chân Tết đã đem lại thu nhập khá cho người nông dân, lợi nhuận có thể gấp 10 lần trồng thường.
Để chuẩn bị cho mùa Tết Bính Thân 2016, trong mấy ngày qua, nhiều nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện những công đoạn đầu tiên cho quá trình nắng trái. Bưởi Hồ Lô qua các năm là loại trái cây chương Tết được ưa chuộng. Năm nay, bưởi Cát Tường, bàn tay Phật rất được ưa chuộng ở Tết năm ngoái, đã bị ngưng lại vì lỗi khuôn. Do mưa sớm nên bưởi ra đọt sớm hơn mọi năm. Vì vậy, không loại trừ sản lượng bưởi sẽ thấp. Ước tính năm nay sẽ cung cấp cho thị trường Tết khoảng 5.000 trái bưởi Hồ Lô các loại. Trước khó khăn chung về thời tiết, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã đưa vào thử nghiệm một mẫu bưởi mới, có hình bản đồ Việt Nam và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa với số lượng khoảng 700 trái. Hy vọng sản phẩm mới này sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường Tết năm nay. Nếu như quả na hay miền Nam còn gọi là quả mãng cầu, bình thường nặng nhất chỉ 400 g, thì nay người dân ở tỉnh Đồng Nai đã trồng thành công loại na trái to, ít hạt, nặng tới 1,3 kg. Năm 2011, một số nhà vườn ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã đưa vào trồng thử nghiệm giống cây này. Sau 3 lần thu hoạch, người dân ở đây thu về lợi nhuận khá lớn. 1 kg na bán tại vườn có giá từ 50 đến 80 ngàn đồng. Trong khi đó, một cây na bình quân mang lại 50 kg. Như vậy, với 1 hecta đất trồng 800 cây, ít nhất một hộ thu về trên 2 tỷ đồng trên một đợt. Cái na bình thường cô thấy nó eo uột lắm, như là nó hay sâu bệnh, sâu đục thân, rồi trồng chừng 3-4 năm thì nó còi cọc, nó không có phát triển. Nhưng mà cái na này là nó phát triển xum xê lắm, cành lá của nó mạnh mẽ và cái lá to, nó không có sâu bệnh. Đặc điểm của loại na này là trái to, ít hạt, dễ trồng, dễ chăm sóc, cần ít phân, sức đề kháng mạnh và thích hợp trồng ở khu vực đất cao. Một năm cho thu hoạch 2 đợt vào tháng 8 và dịp Tết Nguyên Đán. Loại trái này hạt ít, bằng 1/3 quả na bình thường, cùi dai và thơm nên khá được ưa chuộng trên thị trường. Thưa quý vị, có thể thấy cơ cấu biểu giá điện hiện nay đang tồn tại nhiều bậc thang, rối rắm khó hiểu. Do đó cần thay đổi theo hướng tinh gọn, đơn giản và minh bạch, xem xét kỹ các phương án để đảm bảo lợi ích của số đông, không làm ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, người thu nhập trung bình và người làm công ăn lương. Trong số 21 triệu hộ sử dụng điện ở nước ta hiện nay, có tới trên 46% hộ thuộc diện thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Việc chi giá bán lẻ điện theo bậc thang chưa tính đến các nhóm đối tượng sử dụng chính này nên đã ảnh hưởng đến mức sống, thu nhập của phần lớn các hộ gia đình. Tôi mong là sau này mà nhà nước có điều chỉnh về điện thì cho cái giá hạ xuống thấp hợp lý. Sản xuất của nông dân được phát triển nhiều hay không là tùy theo vào cái lượng điện. Và chúng tôi muốn rằng đó là những cái định mức hợp lý nó sẽ kích thích được phát triển sản xuất của và đời sống của xã hội nó nâng lên. Theo cách tính hiện hành với 6 bậc thang, đa số người dân chưa hiểu hết và không quản lý được mức sử dụng điện của gia đình mình. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu cơ chế khuyến khích sử dụng điện giờ thấp điểm đối với việc bán điện cho hộ kinh doanh hoặc các hộ nông dân có nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay cái biểu 6 bậc thang đấy là nó nhiều bậc, cho nên nó cũng gây ra những cái khó khăn, những cái bất cập, đặc biệt là trong cái công tác quản lý biểu giá điện này cải tiến là phải quan tâm đại đa số những cái người dùng điện ở trong xã hội, mà những đại đa số là họ dùng điện ở mức trung bình. Các phương án được xây dựng nhằm đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn để có một biểu giá điện đơn giản, công khai, minh bạch, đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng điện ở nước ta. Tuy nhiên, theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì việc mong muốn có giá điện rẻ là rất khó bởi chi phí đầu vào đầu tư lớn. Hiện nay thì thiết bị sản xuất điện thì EVN cũng là nhập. Về nhiên liệu thì chúng ta cũng bắt đầu nhập khẩu rồi. Toàn bộ các cái tiềm năng về thủy điện là gần như đã được khai thác triệt để rồi. Cho nên là công suất mới là hầu hết sắp tới sẽ phải sử dụng là các nhà máy nhiệt điện than nhập khẩu và nhà máy điện nguyên tử, thì tất cả những cái nhà máy đó là có giá thành rất là cao. Đấy, cho nên là giá điện không thể rẻ được. Với lý giải của EVN như vậy, liệu người dân có được áp dụng biểu giá điện mới đảm bảo không tăng giá hay không? Theo lộ trình, EVN và đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp các ý kiến để xây dựng phương án tối ưu nhất, hoàn thiện dự thảo lựa chọn phương án trình Bộ Công Thương nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, dự kiến đến đầu năm 2016 sẽ hoàn thiện dự thảo.
Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 7955 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức bằng văn bản về báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tòa nhà 8B phố Lê Trực, Hà Nội. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kiểm tra việc xây dựng nhà cao tầng ở 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Báo cáo Thủ tướng gấp trong tháng 9. Ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng thay mặt lãnh đạo thành phố ký báo cáo về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án tại 8B phố Lê Trực. Theo đó, quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đã được thực hiện theo đúng quy trình và quy hoạch kiến trúc của dự án, đã chấp thuận phù hợp định hướng quy hoạch chung của thủ đô. Việc nghiên cứu xét tới yêu cầu cảnh quan đô thị khu vực. Các sai phạm nghiêm trọng đều do chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây lên chiều cao thực tế khoảng 69m, vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng. Nằm trong chuỗi các hoạt động tâm linh tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Đức Pháp Vương và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa đã tham gia buổi tọa đàm Sức mạnh tình yêu thương và ra mắt tủ sách Sống hạnh phúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để chia sẻ về hành trình đi tìm hạnh phúc. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ thế giới vật chất, bạn bè, tiền bạc, của cải. Nhưng cái gọi là hạnh phúc lâu bền thực sự phải được vun đắp từ tâm hồn mỗi người. Theo Đức Pháp Vương Yawa Rupa, bí mật của hạnh phúc nằm tại tâm mỗi người và chính ta chính là chủ nhân của hạnh phúc. Bí mật của hành trình tìm đến hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở sự quan tâm, chia sẻ và hành động của mỗi người với cộng đồng, với vạn vật. Tủ sách Sống hạnh phúc của Đức Pháp Vương Yawa Rupa cũng đã được ra mắt ngay trong sáng nay. Đây là kho tri thức giúp hé mở, luận giải và đưa ra nhiều giải pháp tích cực trước những vấn đề khó khăn, giúp mỗi người tự tìm thấy cho mình những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được nhà nước hỗ trợ giảm thuế thu nhập và các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đó là quy định vừa được Chính phủ ban hành trong Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Cụ thể, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải khi sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, chiếm trên 50% tổng số lao động thường xuyên, hoặc sử dụng trên 100 lao động nữ, chiếm trên 30% tổng số lao động thường xuyên, sẽ được giảm thuế thu nhập phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ. Nghị định 85 cũng quy định, lao động nữ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, nhất là lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Cụ thể, khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi mà vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Nghị định 85 sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2015. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ đã xảy ra một hiện tượng bất thường. Trong không khí xuất hiện màn đục, tựa như khói hoặc sương sớm kéo dài cả ngày. Hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Cần Thơ, khiến nhiều người dân hoang mang và lo lắng. Từ sáng sớm, tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong không khí đã xuất hiện hiện tượng màn đục, tựa như khói hoặc sương, nhưng đến tận trưa và về chiều vẫn còn và màn đục có chiều hướng ngày càng đậm màu hơn. Hiện tượng tương tự còn xảy ra ở một số khu vực lân cận như Hậu Giang, Sóc Trăng. Hiện tượng này làm che khuất tầm nhìn khoảng 500 mét, cá biệt có nơi chỉ vài chục mét, làm ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia phương tiện giao thông. Theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn, người dân nên hạn chế ra đường và nếu khi ra đường thì cần có khẩu trang hoặc các thiết bị bảo hộ khác. Trong hơn 10 năm qua, chưa bao giờ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp nhận lượng bệnh nhi tăng cao như 2 tuần vừa qua. Hiện bệnh viện này đang phải lên phương án và kế hoạch giảm tải. Cụ thể, nếu như những ngày đầu tháng 9, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận hơn 5.000 lượt bệnh nhi đến khám, thì đến cuối tháng 9, con số này đã tăng lên 6.200 lượt. Tính đến 7 giờ sáng hôm nay, ngày 5 tháng 10, số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại đây đã lên đến 2.100 em, tập trung ở các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh hô hấp. Với 1.400 giường hiện có, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phải kê thêm 150 giường và tận dụng cả hành lang các khoa để cho trẻ nằm điều trị. Điều đáng nói là trong tổng số bệnh nhi đến khám và nhập viện, có đến 65% ở các tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh muốn đưa con đến bệnh viện tuyến cuối để được khám và điều trị tốt hơn.
Chỉ tính trong quý 1 năm 2015, cả nước có gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, tăng 16.000 so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung cả nước có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 114.000 người. Như vậy, cùng với vấn đề nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu, dư luận đang đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo, cũng như hệ lụy của việc thành lập ồ ạt các trường trước đây. Trên 400.000 sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng mỗi năm. Hơn 40% trong số đó không tìm được việc làm sau 3 tháng. Chưa tính đến hàng ngàn sinh viên phải làm trái ngành, làm lao động phổ thông cực nhọc để kiếm thu nhập tạm bợ. Em sẽ học thêm một ngành, gọi như ngành trái ngành, đó, học thêm một văn bằng 2. Thị trường lao động vẫn đang ở trong một tình trạng nghịch lý vừa thừa vừa thiếu. Các doanh nghiệp vẫn luôn luôn kêu than là không tuyển được những người đại học có trình độ mong muốn, không tuyển được những nguồn nhân lực chất lượng cao. Sinh viên không tìm được việc làm, trường không tuyển sinh đủ chỉ tiêu, doanh nghiệp không tuyển được nhân lực như yêu cầu. Nhiều ngành học phải đóng cửa vì không tuyển được thí sinh. Nhiều trường phải rao bán vì không đảm bảo chi phí hoạt động. Và đây là lý do. Cái đặc điểm đầu tiên ấy là các ngành nghề nó tương đối trùng lắp và giống nhau. Và ít có những cái ngành nghề nó mang tính đặc thù, đặc trưng và đáp ứng các yêu cầu xã hội. Khi chúng ta đào tạo ra mà cái nguồn nhân lực của chúng ta, nhất là những người có trình độ đại học mà không được sử dụng hợp lý, thấy không? Đặc biệt là phải thất nghiệp, thì rõ ràng chúng ta lãng phí một nguồn lực. Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam chỉ đạt 3,79 trên thang điểm 10. Trong khi đó, năm nay, cả nước tuyển sinh trên 647.000 chỉ tiêu cho các trường đại học, cao đẳng. Nếu lượng thí sinh này tốt nghiệp cùng một năm, việc đáp ứng nhu cầu công việc liệu có đủ? Chất lượng có đảm bảo? Việc bùng nổ các trường đại học, cao đẳng đã gây ra không ít hệ lụy. Vì sao lại như vậy? Vai trò quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vấn đề này như thế nào? Để tìm ra câu trả lời, phóng viên bản tin tối nay 8 giờ đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hà Hữu Phúc, vụ trưởng giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông Hà Hữu Phúc, xung quanh vấn đề về cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các trường đại học và cao đẳng, thì ông có thể thông tin cho khán giả đang theo dõi chương trình được biết là quá trình cấp giấy phép và thành lập các trường được diễn ra như thế nào không ạ? Hiện nay chúng ta đang phải tuân thủ theo với quyết định 64 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rất rõ về cái trình tự, hồ sơ trình tự xét duyệt rồi thì trình tự cho hoạt động và kiểm tra hoạt động và chấn chỉnh, kể cả về chấn chỉnh. Vậy thì tình hình hoạt động của các trường đại học và cao đẳng trên cả nước hiện nay đang được diễn ra như thế nào và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý hoạt động của các trường ra sao? Bộ có rất nhiều cái công cụ để tiến hành quản lý các trường. Ngoài các cái quy định ở trong cái quyết định thành lập trường, rồi thì điều lệ của trường hoạt động như nào, thì còn bộ còn có các cái công cụ khác, ví dụ như là sử dụng các cái điều lệ của các trường đại học, điều lệ của các trường cao đẳng để yêu cầu các trường phải tuân thủ cái hoạt động của mình theo cái điều lệ đã được quy định. Hoặc là nghị quyết 50 của Quốc hội về cũng quản lý các trường. Trong nghị định 50 của Quốc hội cũng nói rất rõ là những trường nào sau khi thành lập mà phát hiện ra có cái gian dối trong cái hồ sơ xin thành lập thì có thể phải xử lý, đình chỉ hoạt động và giải thể trường ngay. Hoặc là trong quá trình hoạt động của trường mà có vi phạm pháp luật đến mức phải đình chỉ thì cũng phải đình chỉ. Và tăng cường công tác kiểm tra các trường. Thế thì đấy là những cái công cụ để cho Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý các trường. Và cũng là cái hành lang pháp lý để các trường hoạt động trong khuôn khổ của mình. Theo ông thì Bộ đã có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và cao đẳng và để đảm bảo được là số lượng đi đôi cùng với chất lượng trong thời gian tới? Bộ cũng đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh cái công tác đổi mới cái phương pháp dạy và phương pháp học, từ cái phương pháp cũ là thầy đọc trò ghi, bây giờ chúng ta phải chuyển sang cái phương pháp mà phát huy được cái tính tích cực, tính năng động, tính sáng tạo của sinh viên, của học sinh, để cho học sinh phát huy hết được cái khả năng của mình,
và chủ động tiếp thu kiến thức chứ không bị động như ngày xưa. Bên cạnh đó thì gần đây là chính phủ cũng đã có nghị định 72 về phân tầng các trường đại học và các cao đẳng. Thế thì có bộ cũng đã đang chuẩn bị cái thông tư, đang chuẩn bị soạn thảo một cái thông tư để hướng dẫn cái nghị định 72 này về phân tầng này, để cho các trường chủ động căn cứ vào cái điều kiện, hoàn cảnh cũng như vị trí của trường mình, để bộ cùng với các trường phân tầng các cái trường này thuộc cái top nào và phải hoạt động như thế nào để cho đảm bảo được cái chất lượng đào tạo ngày một phát triển. Xin được cảm ơn ông Hà Hữu Phúc rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay và xin cảm ơn ông. Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có nhiều hoạt động siết chặt quản lý các trường đại học cao đẳng. Thế nhưng trước mắt, vấn đề chất lượng đầu ra liên quan đến tỷ lệ sinh viên thất nghiệp vẫn chưa giải quyết được ngay. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu kinh nghiệm tuyển dụng ở một tập đoàn lớn trên thế giới, khi chất lượng và năng lực làm việc là ưu tiên hàng đầu, thậm chí không cần cả bằng tốt nghiệp đại học. Xin mời quý vị đến với tập đoàn công nghệ Google. Google, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Phó Chủ tịch kiêm phụ trách nhân sự, ông Laszlo Bock cho biết, bằng cấp hay điểm số của ứng viên đều không quá quan trọng. Quan tâm hàng đầu là việc các ứng viên này sử dụng kiến thức của mình như là nền tảng để xây dựng kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho công việc. Tại một số bộ phận của Google, tỷ lệ người chưa từng học đại học đã lên đến 14%, và con số này vẫn đang tăng dần theo thời gian. Đồng thời, Google quan tâm nhiều đến khả năng học hỏi của các ứng viên. Đó là khả năng xử lý, thích nghi với những tình huống mới, khả năng tìm tòi, học hỏi, cũng như biết tiếp thu ý kiến từ nhiều phía. Sau đó, tập đoàn này mới đặt ra tiêu chí về kiến thức chuyên môn đối với các ứng viên muốn làm việc tại đây. Hãng Mercedes-Benz của Đức vừa thử nghiệm thành công loại xe tải tự hành trên tuyến đường cao tốc nước này, hứa hẹn mang lại sự an toàn và giảm bớt gánh nặng cho các tài xế xe tải đường dài trong tương lai không xa. Chiếc xe tải được tích hợp hàng loạt cảm biến nhằm liên tục thu thập thông tin đoạn đường phía trước và đưa ra những phương án xử lý trong từng tình huống nhất định. Khi gần đến lối thoát đường cao tốc hay đến những đoạn đường phức tạp như có chướng ngại vật hay sửa đường, tài xế hoàn toàn có thể cầm vô lăng và tự điều khiển. Sau đó, hệ thống sẽ tự động chuyển lại sang chế độ tự lái. Tuy nhiên, hệ thống tự lái của chiếc xe này vẫn chưa thể thay thế con người hoàn toàn. Được biết, loại xe này sẽ được sản xuất thương mại, giúp các tài xế xe tải đường dài thoải mái và dễ dàng hơn trong những chuyến đi xa. Siêu bão Mojigai đổi hướng, đổ bộ vào các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Với sức gió giật cấp 15, gần 50 mét một giây, cơn bão khiến 6 người thiệt mạng, 16 người mất tích và gần 200 người bị thương. Nhiều nhà cửa và cây cối bị kéo đổ. Do ảnh hưởng của mưa bão, hệ thống cung cấp điện lưới của tỉnh Quảng Đông bị hư hại nặng và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Đồng thời cũng làm cho hệ thống thông tin liên lạc bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tại một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Tây, do ảnh hưởng của mưa bão, hơn 50.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp, diện tích lớn hoa màu bị phá hủy. Một trận bão và lũ lụt hoành hành tại vùng duyên hải Riviera, đông nam nước Pháp, đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Dự báo, con số này có thể còn tăng lên nữa do nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Mưa xối xả trong nhiều giờ biến đường phố của nhiều thành phố như Cannes, Nice hay Antibes thành sông. Nhiều xe cộ thậm chí còn bị nước lũ cuốn trôi ra biển. Hàng trăm du khách bị mắc kẹt do nhiều chuyến tàu và chuyến bay bị hủy. Khoảng 27.000 ngôi nhà rơi vào cảnh mất điện. Giới chức Syria cho biết, các phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa phá hủy di tích Khải Hoàn Môn, một trong những công trình kiến trúc lớn còn lại tại thành phố cổ Palmyra. Từ khi chiếm thành phố Palmyra, IS đã làm nổ tung nhiều ngôi đền cổ, cũng như phá hoại các công trình lịch sử khác tại khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới này. Theo UNESCO, Palmyra không những là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thế giới cổ đại, mà còn là nơi gặp gỡ của rất nhiều nền văn minh cổ đại. Hầu hết các trường học của Malaysia đã phải đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay
vì tình trạng khói bụi nghiêm trọng. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Majid Khalid, khói bụi đã vượt ngoài tầm kiểm soát và cần nhanh chóng xử lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Khói bụi từ các đám cháy rừng tại Indonesia đã và vẫn đang lan rộng sang hai nước láng giềng Malaysia và Singapore. Đây là đợt ô nhiễm khói bụi tồi tệ nhất trong lịch sử Đông Nam Á, vượt qua vụ ô nhiễm gây thiệt hại 9 tỷ đô la Mỹ hồi năm 1997. Hơn 100 nhà sản xuất sô-cô-la Venezuela đã cùng nhau thực hiện đồng xu nặng 1 tấn, với hy vọng sẽ được công nhận là đồng xu bằng sô-cô-la lớn nhất thế giới. Với đường kính 2,4 mét, đồng xu bằng sô-cô-la này là kết quả làm việc miệt mài suốt 12 giờ của 125 thợ làm sô-cô-la của Venezuela. Các nhà sản xuất hy vọng đồng xu này sẽ là một biểu tượng quảng bá cho sản phẩm cacao của Venezuela. Trước đó, kỷ lục đồng xu lớn nhất thế giới thuộc về các nhà sản xuất sô-cô-la Ý với cân nặng lên tới 658 kg. Venezuela là một trong những quốc gia sản xuất cacao lớn nhất thế giới với hơn 16.000 tấn cacao mỗi năm. Tại khu vực liên bang các bộ lạc tự trị ở miền Tây Bắc Pakistan, dù không bị phiến quân Taliban đàn áp, nhưng phụ nữ vẫn không được đi học chỉ vì định kiến lạc hậu. Một phụ nữ trẻ tuổi đã quyết tâm thay đổi. Mehreen chỉ là một phụ nữ bình thường trong số hàng ngàn phụ nữ đang sinh sống tại khu vực này. Nhưng có một điều khiến chị khác biệt. Bởi chị từng được gia đình cho đi học, điều mà hiếm người phụ nữ nào tại Pakistan có được. Vì không được đi học, nên họ không biết được những quyền cơ bản của mình. Đó là những quyền như được đi học và được tự mình quyết định. Hiện có hàng chục ngàn người đang sinh sống tại khu trại này, nhưng trong đó chưa đến 3% biết đọc hay biết viết. Nhờ những nỗ lực của chị Merin, số người ủng hộ giáo dục cho nữ giới ngày càng đông. Nhờ đó mà họ mạnh mẽ hơn và dám thể hiện tiếng nói của mình. Trước đây, thậm chí nhiều người từng bị giết hại vì yêu cầu này. Gia đình tôi từng cấm con gái đi học, nhưng tôi vẫn nhất quyết phản đối, vì thế mà họ hành hạ tôi dã man. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn. Quyết tâm của chị Merin dường như tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ này. Họ sẽ tiếp tục hợp sức để thay đổi định kiến. Đường dây nóng của bản tin tối nay 8 giờ vừa nhận được đơn kêu cứu của 4 hộ dân ở ấp Sáng Mới C, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang liên quan đến vấn đề nhường đất xây dựng trường học. Thế nhưng, trường xây xong lại bích hoàn toàn lối đi của nhà dân. Những người dân này hàng ngày phải chật vật leo qua hàng rào để vào nhà mình. Lối đi vào nhà đã bị bích. Những hộ dân này đang bị cô lập với bên ngoài. Lối đi duy nhất của họ là leo qua rào như thế này. Ngày nào cũng vậy và đã kéo dài từ hơn 3 năm nay. Kéo khó khăn là xe cổ không có vô được, rồi mấy đứa nhỏ đi học tới đi rồi sợ té này kia, rồi nó bệnh loạn rồi ẩm ầm. Khi có quyết định thu hồi đất làm trường học, những hộ dân này hoàn toàn đồng ý theo quy hoạch với giá đền bù 45.000 đồng một mét vuông. Khi thi công, nhà trường đồng ý chừa lối đi cho các hộ dân. Thế nhưng, khi trường xây xong, hàng rào khuôn viên phía ngoài trường lại bịt kín hoàn toàn lối đi. Chắn lúc đầu thì nó là để cho mấy ông xây dựng, ông xây rào xong rồi mấy ông bàn giao cho trường đi. Tôi mới đồng tình cho thay bích lợi. Bích lợi rồi sau này xin mở liên quan được. Xin kêu ủy ban tất cả mời kêu cho mở cửa cho con cái đi học cho nó dễ. Mặc dù 3 năm qua, các hộ dân này đã chạy nhiều nơi cầu cứu, nhưng chưa có cơ quan nào đứng ra giải quyết. Chúng tôi sẽ liên hệ đến cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này và sẽ thông tin đến quý vị trong các bản tin sau. Đến đây bản tin xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.